ngày hôm qua phát biểu tại một diễn đàn về đầu tư quốc tế ở sochi thủ tướng nga dmitry medvedev đã chỉ trích các biện pháp mới của liên minh châu âu nhằm vào các ngân hàng của nước này sở dĩ thủ tướng nga đưa ra những lời chỉ trích này bởi đến nay nền kinh tế nga đang dần phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng do lệnh trừng phạt từ mỹ và phương tây hiện nay thị trường nông sản nga đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng một số loại mặt hàng không thể xuất sang châu âu đang bị dư thừa trong khi đó nga lại đang khan hiếm rất nhiều sản phẩm nông sản khác trước đó nhập khẩu từ châu âu trước tình trạng này nga đã phải mở hội trợ nông sản để tìm kiếm các đối tác từ nhiều quốc gia khác chúng tôi đã chịu thiệt hại rất lớn từ lệnh trừng phạt của phương tây Chúng tôi hy vọng thời gian tới, mọi việc sẽ khá hơn. Moscow đang cân nhắc lệnh cấm các hãng hàng không phương Tây bay ngang qua không phận Nga để trả đũa các biện pháp cấm vận vừa được Mỹ và châu Âu tăng cường để trừng phạt Nga vì can dự vào vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, nếu các hãng hàng không Âu Mỹ không được quyền sử dụng không phận Nga, hãng hàng không nhà nước Nga sẽ bị mất một khoản tiền cách xù là 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đồng thời, việc cắt giảm nguồn khí ga cung cấp cho châu Âu cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu của tập đoàn Gazprom. Theo ước tính năm ngoái, doanh số bán hàng của tập đoàn này cho châu Âu đạt 70 triệu đô la Mỹ. Còn việc cấm nhập khẩu ô tô từ phương Tây cũng gây ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất ô tô của Nga. Tôi tin rằng nếu Nga và phương Tây không đưa ra các biện pháp hợp lý, thì nền kinh tế của cả hai bên đều bị tổn thương. Các nhà phân tích lòng ngại các đòn ăn miếng trả miếng giữa Nga và phương Tây sẽ dẫn đến một kết cục bất ổn của lương các biện pháp trừng phạt sẽ không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga mà là cả thế giới